Xin chào các bác, em Vũ Máy Chiếu. Đây, hôm nay em xin phép giới thiệu với các bác về dòng máy chiếu của Panasonic nha. Thì hôm nay em quay sơ cái dòng máy chiếu Panasonic độ sáng cao. Thì đây là mã máy chiếu Panasonic BTVW 535N nha. Đây, các bác nhìn em quay sơ về ngoại hình của máy chiếu nha. Máy thì nó rất là mới, nó còn khoảng con này là 95 tới 99%. Đây là dòng máy chiếu độ sáng cao của Panasonic. Thì máy chiếu Panasonic VW535N này nó có độ sáng là 5000 lumen, độ phân giải là HD 1280 x 800. Trên máy chiếu độ sáng cao nó có bao gồm là lens shift nha, để cho mình có thể điều chỉnh cái màn hình lên xuống, thì nó cũng có tiêu cự nhất định thôi, lên xuống tầm khoảng 15 độ thôi. Nhưng các bác nhìn sơ vào ngoại hình đây, máy thì ngoại hình nó như máy mới, chỉ thiếu cái thùng thôi. Trên máy bao gồm một cái này, ống kính của máy chiếu, zoom với lại focus nha. Zoom focus thì nó sẽ nằm ở bên đây, mình có thể chỉnh zoom focus. Máy ngoại hình máy thì nó rất là mới, máy như mới nha. Đây, các bác xem cái cổng tín hiệu vào đây, thì nó cũng như những con máy chiếu khác, bao gồm là hai cổng tín hiệu vào HDMI, một cổng VGA in, VGA out, hai cổng, cổng cắm mạng, USB và một vài cái cổng thông thường của máy nha. Panasonic VW535N, dòng máy chiếu độ sáng cao của Panasonic. Thì mẫu này nó có độ sáng cao á, cho nên nó chiếu được cái màn hình tầm khoảng 100 tới 300 inch tùy theo cái không gian chiếu nha. Còn thì chiếu nó rất là sáng, độ sáng cao của Panasonic. Thì máy này thích hợp dùng cho các bác nào mà mua về sử dụng trong hội trường, nơi bị ảnh hưởng bởi ánh sáng này kia, thì chiếu rất là ok, ổn. Thì bây giờ em sẽ thử em mở máy chiếu lên, em test cho các bác xem nha. Đây, khi mình mở máy chiếu lên, mình bấm nút nguồn thôi là máy sẽ tự động lên. Các bác đợi em một xí để em mở máy tính lên, em sẽ test tín hiệu vào cho các bác xem hình ảnh máy chiếu Panasonic độ sáng cao VW535N, chiếu cho các bác tham khảo nha. Rồi, ok các bác. Thì ở đây em cắm cổng tín hiệu vào là HDMI nha. Máy tính em để đằng kia, em đang test lên đây các bác xem hình này. Thì máy chiếu này máy chiếu độ sáng cao nha, cho nên hình ảnh nó rất là sáng. Bạn nào mà mua và chiếu hội trường này kia là ok nha. Đây, em sẽ mở thử cái thông tin máy chiếu cho các bác tham khảo. Chế độ hình ảnh em đang để là tiêu chuẩn. Máy này thì nó rất là mới, nó gần như mới luôn các bác. Trạng thái đây. Máy đã chiếu 125 giờ nha, trong đó có giờ eco là 61 giờ, giờ thường là 61 giờ. Đây, máy chiếu 125 giờ. Đây, tên số series thể hiện đầy đủ ở trên máy chiếu nha. Đây, thì máy này phù hợp cho các bác nào mà mua về để chiếu hội trường này, chiếu cho phòng golf này kia rất là ok nha. Máy nó rất là sáng. Panasonic VW535N. Đây, hình ảnh này, hình ảnh lên nó rất là sáng nha. Hình máy tính này. Thì bác nào có nhu cầu mà mua máy chiếu về phục vụ để chiếu hội trường hoặc là chiếu màn hình lớn, cứ liên hệ với lại bên em theo số điện thoại em để bên dưới. Hoặc là các bác nào cần xem máy trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh thì ghé bên em sẽ chiếu, em test cho các bác xem thực tế trước khi mua. Máy Panasonic này nó rất là mới nha. Các bác về có thể kiếm thêm cái thùng nó bỏ vô thì nó cũng thành máy mới luôn á. Xài rất ít máy lướt. Hình ảnh này thì không gian trong chỗ này em đang mở điện nha, em thử tắt cái bóng điện nha. Đó, tắt bóng điện mới thấy mấy hình ảnh rất là đẹp. Về màu sắc thì con này khỏi phải chê nha các bác.
Rồi, ok, cảm ơn các bác đã xem video clip của em. Thì bác nào có quan tâm về máy chiếu độ sáng cao, máy chiếu dùng cho hội trường thì liên hệ với lại bên em theo số điện thoại em để bên dưới nha. Bác nào có mà ở xa muốn mua thì cứ liên có thể chủ động liên hệ Zalo cho em cho bên em để số điện thoại bên dưới em sẽ gửi clip qua máy chiếu và số seri đầy đủ cho các bác trước khi các bác quyết định là có lấy máy chiếu hay không nha. Rồi, ok, cảm ơn các bác một lần nữa. Bác nào mà chưa đăng ký kênh của em nhớ đăng ký giùm em một like nha. Để khi mà có máy chiếu nào nó ok, ổn định thì em sẽ quay lên em giới thiệu cho các bác. Một lần nữa xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong một cái video clip kế tiếp.